với những cành to và cứng thì chúng ta phải phải day một chút để cho tạo độ lướt cho kéo. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi lại review một clip nữa giới thiệu về cái sản phẩm dụng cụ bonsai, để cho chúng ta hiểu và nắm được cái cách chọn dụng cụ bonsai làm sao cho chuẩn nhất. Thì hôm nay tôi có một số những cái cưa Nhật, kéo Nhật và cả kéo Trung Quốc nữa. Thì tôi sẽ review cho chúng ta cùng xem để nắm được cái cách chọn dụng cụ bonsai. Thì đây là một số sản phẩm của tôi. Tôi đang để ở đây. Ở đây có hai chiếc cưa Nhật. Tôi thì có rất nhiều hàng nhưng mà tôi mang review vài sản phẩm thôi. Thì đây là những chiếc cưa Nhật được đựng trong bao. Rất đẹp. Cái chiều dài lưỡi là dài 35 cm nhé. Khi chúng ta chọn cưa thì chúng ta sẽ gõ để xem cái tiếng âm thanh nó phát ra như thế nào nhé. Đấy là cái tiếng kêu của cái cưa xịn. Thì nó sẽ kêu như vậy bởi vì nó là cái thép tốt. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cắt cho chúng ta cùng xem. Đây là bao bì của sản phẩm. Cưa được làm bằng thép hợp kim. Lưỡi cưa theo cạnh của kim cương, theo cấu hình như thế. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cắt. Vừa rồi tôi có cắt thử hai cái vết cắt như này. Và tôi sẽ cắt tiếp để cho chúng ta cùng xem những vết cắt rất mịn. Đây, dù chiếc cưa khá nhỏ nhưng mà cắt rất hiệu quả và vết cắt mịn. Chúng ta cùng xem tôi cắt nhé. Những cái lát mỏng tôi sẽ cắt cho chúng ta xem. Đây chính là vết cắt. Chúng ta có thể so sánh. Bên ngoài này là vết cắt cũ, còn vết cắt mới đây rất mịn. Cấu hình của lưỡi cưa thì quay đầu vào phía tay cầm, rất sắc bén. Đây là lưỡi cưa thép SK5 hợp kim mangan. Đây là cái loại vật liệu mới, rất chắc chắn, bền bỉ. Tôi đã dùng một chiếc cưa như thế này được mấy năm nay rồi và vẫn cắt sắc như bình thường. Khi anh em cắt cây cảnh ấy, nhựa cây nó sẽ bám vào những cái răng lưỡi này. Thì chúng ta có thể mua cái dầu diesel để dùng cho ô tô đấy, bán ở ngoài cây xăng. Chúng ta dùng cái dầu diesel đó, chúng ta mua về khoảng 1-2 lít dự trữ. Mỗi khi tẩy rửa cái nhựa đó thì chúng ta có thể tẩm cái rẻ mềm, rẻ ướt. Chúng ta lau đi thì sẽ hết nhựa và bảo quản cho cái dụng cụ của chúng ta bền hơn. Thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho chúng ta về cái kéo. Về kéo cắt cành nhé. Tôi có 3 cái sản phẩm kéo, 2 chiếc kéo Nhật và 1 chiếc kéo của Trung Quốc. Tôi sẽ thử 3 cái kéo này cho chúng ta cùng xem hiệu quả làm việc của nó như thế nào nhé. Đây là 2 chiếc kéo Nhật. Còn đây là kéo Trung Quốc. Thì bây giờ tôi sẽ thử từ kéo Trung Quốc trước cho chúng ta xem. Chiếc kéo này thì được tặng thêm một cái chốt hãm ở phía đuôi này. Và một cái chốt hãm ở đây, vị trí này chính là cái chốt này. Anh em mua thì tôi sẽ tặng thêm một cái lò xo nữa, chính là cái lò xo này. Và bây giờ tôi thực hiện cắt trên cái chiếc kéo này nhé. Cái chiếc kéo này thì thiết kế cũng khá đẹp, và cái vỏ, cái chuôi cầm của nó bằng thép được uốn theo hình tay cầm này, rất đẹp. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện cắt trên những cái cành.
Bây giờ chúng ta có thể xem tôi cắt. Tôi sẽ thực hành trên cành bưởi này. Đây là một cành bưởi khá to. So với lại ngón tay cái của tôi thì chúng ta so sánh được. Là cành bưởi này khá to. Thì bây giờ tôi sẽ cắt cho chúng ta xem. Với những cành mà có chất gỗ cứng thì chúng ta cắt, chúng ta phải tăng độ nắm bóp của tay lên, thì chúng ta dùng hai tay. Vâng. Đây là vết cắt do chiếc kéo Trung Quốc. Tôi sẽ cắt tiếp để cho chúng ta xem. Đó là hiệu quả làm việc của chiếc kéo của Trung Quốc. Còn đây là một chiếc kéo của Nhật Bản, Made in Japan. Chiếc kéo này khá đẹp, là chiếc kéo thông minh, có chốt hãm rất thông minh nhé. Thì ở trên chiếc kéo này có chữ Made in Japan, sản xuất rất tinh xảo và thép SK5. Chuôi cầm được đúc bằng nhôm nguyên khối. Và mặt sau của chiếc kéo này cũng có chữ ở hai bên lưỡi này. Và đây chính là cái chốt hãm. Chốt hãm này tôi cầm một tay, tôi sẽ kéo cái chốt này lại. Đẩy ra chốt. Đẩy ra là đóng. Kéo vào là mở. Thì tôi sẽ cắt trên cành này cho chúng ta xem. Vết cắt rất mịn. Khi chúng ta cắt một cành nào đó có điểm tì tốt thì nó sẽ rất bén. Ví dụ tôi cắt trong vị trí này. Với những cành to và cứng thì chúng ta phải day một chút để cho tạo độ lướt cho kéo. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đến một chiếc kéo tiếp theo. Đó là chiếc kéo thép trắng nguyên khối, hàng Made in Japan. Đây là chiếc kéo thép trắng nguyên khối của chúng ta. Anh em có thể xem chiếc kéo này nó rất đẹp. Do là thép trắng, được đúc nguyên khối nhìn khá ấn tượng. Cái lẫy này cũng có cái phần lò xo hãm ở đây để đẩy cái chốt hãm ở đây. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành. Rất sắc. Tôi sẽ cắt đến cành này. Thử cành to bên trong. Cành nó quá to so với sức làm việc của kéo thì chúng ta phải day như này. Gỗ của cây bưởi này gỗ rất cứng. Thì đây chúng ta có thể quan sát cái sản phẩm đến gần. Nhờ máy quay quay chi tiết một chút. Made in Japan. Thép trắng nguyên khối được đúc. Độ tinh xảo. Vừa tay. Thì đây là ba chiếc kéo chúng ta có thể lựa chọn để sử dụng vào việc cắt sửa cây cảnh.
và làm vườn. Nếu anh em nào mà thích cái sản phẩm nào thì có thể liên hệ với tôi, kênh Bonsai Hà Phong, hoặc liên hệ theo số điện thoại 032 960 1661, hoặc số 0965 127 646 để được tư vấn và liên hệ. Đây là ba chiếc kéo của tôi. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.